Chào các bạn nha. Bữa nay mình sẽ quay cái nhà yến dạng nhà tiền chế đang làm đó các bạn, chưa hoàn thành. Đây là nhà yến của một người em mình ở Gò Quao. Đây, dắt khoan mấy lỗ thông gió các bạn ha. Đây cái khu đóng tổ. À, đóng tổ này chưa có đóng gốc các bạn, cái gốc còn để trống chưa đóng gốc. Nó đang giai đoạn hoàn thành. Đây, mình sẽ vô cái khu của thảo các bạn ha. Đây cũng chưa có ngăn phòng các bạn. Đây khu chuẩn đảo đây. Đây là nhà nối lên các bạn ha, chứ không phải là xây dựng một cái nhà yến ở riêng biệt. Nối từ cái nhà dưới lên. Đây là tầng 1. Ở trên đây cũng có hai sàn các bạn. Đây chuẩn đảo ngăn ra ha. Rồi, mình sẽ leo lên tầng trên, quay tầng trên cho các bạn xem ha. Đây là tầng 2 các bạn. Tầng 2 của nhà yến. Đây khu vực chuồng đảo bên dưới. Rộng quá. Tầng này cũng chưa có ngăn vách các bạn ha. Đây là khu vực đóng tổ của tầng 2. Chiều cao của sàn này là 2m7 các bạn. Chuồng đảo rộng người ta ngăn ra một bên các bạn, khu đóng tổ cho nó giảm diện tích chuồng đảo, tăng diện tích tổ lên. Đây khu đóng tổ của cái khúc chuồng đảo. Rồi mình sẽ leo lên tầng trên đấy các bạn ha. Đây là sàn trên các bạn. Sát máy nè các bạn ha. Rồi mình sẽ quay xuống từ trên nhìn xuống cái không gian chuồng đảo cho các bạn xem. Chưa có dừng vách mặt này các bạn. Nhìn vẫn còn thấy ra bên ngoài trời nè các bạn. Đây cái khu này người ta tận dụng đóng tổ luôn. Này chắc tầm hơn 1m các bạn. Tận dụng đóng tổ luôn. Khu này chắc là khi chim nhiều nó mới bay vô đây làm tổ rồi. Chứ chắc ít nó lựa mấy chỗ rộng ngoài kia nó vô chứ nó không vô đây đâu rồi. Cũng hơi sát máy nha.
Rồi vậy là mình đã quay toàn diện cái nhà yến của người em mình ở Định An, Gò Quao cho các bạn xem. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại. Nếu có những công trình mới thì mình sẽ quay đưa lên cho các bạn. Chào các bạn nha.